Rồi chào anh em nha, hôm nay quảng cáo cho anh em cái mẫu túi chăm sóc dài 70 cm. Thì hiện tại cái mẫu này bên em đang nhập được là hai màu, một là màu đen, hai là màu xanh ghi. Còn những cái màu khác, màu rạng ri nhưng mà mấy màu khác thì bên em chưa nhập được. Bên em nếu mà nhập được sẽ cập nhật ở những video sau đó. Anh em đăng ký kênh, tiện thể đăng ký kênh để mà xem những cái video tiếp theo của bên em. Thì cái mẫu này đó, nó sẽ là cái chiều dài tổng thể của nó là 70 cm. Thì nó sẽ rất tiện lợi cho những cái củi của anh em, những cái cây, những cái cần câu hay là những cái củi hay là những cái gì của anh em mà nó ngắn gọn là 70 cm là rất phù hợp. Nó phù hợp cho những anh em mà mình đi xa hay là mình đi rừng đi núi, nó sẽ mình có cái túi để mình mang theo để mà bảo vệ cái củi của anh em cũng như là chống va đập đấy. Thì cái phần về phần thẩm mỹ thì nó sẽ đây, túi này sẽ mà được may rất đẹp đấy, tem mác đầy đủ cho anh em hết đó. Đấy, rồi bây giờ em sẽ quay trực tiếp, em sẽ quay vào cái phần bên trong của cái túi cũng như là bên hình dạng bên ngoài của túi cho anh em xem. Đây. Rồi bây giờ em sẽ quay cái camera đi hướng khác nha. Đây. Đó, đây là cái túi chăm sóc đây, 70 cm đây. Đó, chiều dài em đo được là anh em thấy chưa? 70 cm. Đấy. Đó. Còn cái chiều ngang của nó. Đấy. 30 cm, đây anh thấy chưa? Chiều ngang là 30 cm. Đấy, 30 cm. Rồi, bây giờ em sẽ mở cái bên trong cho anh em xem. Cái túi này là túi xách tay nha anh em. Đây, cầm tay. Đó, bên này này, cầm tay. Đây. Đó, hình dạng nó này. Nó sẽ gồm ba cái túi cho anh em. Ba túi cho anh em đựng đồ. Đây. Ba túi. Đấy. Ba túi cho anh em đựng đồ rồi. Đấy. Cái phần này là phần phần túi ngoài đây. Nó sẽ kèm cho anh em thêm một cái dây nữa, cái dây mà cho anh em xách xách tay cũng như là mang mang vai. Đó. Đó, cái dây này rất dài nên anh em có thể thu ra rút vào được, cái dây này nó dài lắm. Đó. Rồi. Đấy. Cái dây này nó rất dài này, đây, thấy chưa? Rất dài này. Đó. Anh em có thể thu ra rút vào ở đây này. Đó, thu ngắn lại. Đấy, dài lắm. Rồi. Còn bên trong của nó này. Đây. Rồi, sẽ mở bên trong cho anh em xem. Cái mút của nó là mút mút kiểu như mút xốp nha, mút này nó là bộ nó sẽ bảo vệ được cây củi của anh em. Đấy. Rồi. Cái mẫu túi này thì bên em đang bán cho anh em là 400 bao ship. Đấy, 400 ngàn bao ship nha. Đấy, 400 ngàn bao ship. Rồi. Thấy chưa? Đấy. Đó. Rồi, anh em đặt hàng thì liên hệ cho em qua hai cái số trên màn hình đấy. Đây. Đó, hai số trên màn hình này. Đó, anh em có thể nhắn Zalo, kết nối Zalo hoặc là gọi điện đến hai số trên màn hình này. Đó, bên em sẽ gửi hàng đi cho anh em, và gửi hàng COD, hẹn hàng và trả tiền. Đấy, anh em kiểm tra đúng hàng rồi mới thanh toán nha. Đây. Đó, số trên màn hình này đây. Rồi, cái mẫu này thì hiện tại bên em đang bán là 400 bao ship nha. Anh em nghe kỹ nha, 400 bao ship nha. Tại vì hiện tại đang nhập vào nó giá rất cao nên cái giá thành nó bán ra nó cũng cao, nên anh em nào mà thấy mà thích hợp thì anh em cứ gọi điện liên hệ cho em. Anh em sẽ gửi hàng đi cho anh em, là gửi hàng COD, nhận hàng trả tiền. Rồi, chào anh em nha.